Vâng, em xin mến chào các bác đã quay trở lại với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Em xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi kênh. Thưa các bác, thì thể theo yêu cầu của các bác, một số người là yêu mến cái kênh Hoa Lan Ninh Bình của em, thì hôm nay em xin chia sẻ với các bác một cái phương pháp là chăm sóc cái cây lan kiếm đầu xuân. Vâng, thưa các bác, thì thực ra mà nói thì đầu xuân ấy là nó là một cái mùa mà tất cả những các cái cây đều là đâm chồi nảy lộc, rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, đúng không ạ? Thế nhưng mà một số bác thì vẫn chưa chưa nắm hết được những các cái kỹ thuật đâu, và hôm nay thì em xin phép là chia sẻ với các bác nha. Thì xin thưa với các bác ấy là không không những là cây lan kiếm đâu, mà tất cả những các cái cây khác cũng vậy, các cái cây hoa lan khác cũng vậy. Thì trong nó vừa mới trải qua đấy, bây giờ mùa xuân vừa mới đến, nhưng mà thực ra mà nói thì nó vừa mới trải qua một cái mùa đông lạnh giá, đặc biệt là nó có những các cái đợt mà rét đậm rét hại đấy, thì nó đã gây cho cái cây hoa lan của chúng ta bị sốc nhiệt rồi đấy. Và những các cái cây mà mới trồng ấy thì nó không hút được chất dinh dưỡng, mà nó còn rất là ốm yếu. Và năm nay thì lập xuân sớm, lập xuân hôm 22 23 ông công lên trời đấy ạ. Thì bây giờ qua Tết thì cái khí tiết của mùa xuân năm nay thì nó lại có một cái rất là đặc biệt hơn mọi năm khác ấy, là nó không bị mưa dầm và thời tiết thì nó ấm ấm nắng hơn. Do vậy mà cái cây cối của chúng ta nó phát triển thì cũng cũng nó lại nhanh hơn. Nhưng mà cũng xin thưa với các bác ấy, thì vì cái cây của chúng ta nó vừa mới trải qua một cả một cái mùa đông giá lạnh, một cái khoảng thời gian dài là nó ngừng phát triển, cũng như là nó đang bị suy cây. Thì bây giờ là sang cái mùa xuân, lợi thế nhất của chúng ta là đã được cái khí tiết nó ấm rồi, khí tiết rất là phù hợp rồi. Thì các bác đừng nên nha, các bác đừng nên sử dụng những các cái liều lượng phân thuốc mạnh mà phun vào, như vậy là không không được đâu ạ. Mà bây giờ thì thứ nhất là chúng ta đã có cái lợi thế là khí tiết của mùa xuân là rất là thuận lợi rồi. Năm nay nó mưa ít thì chúng ta nên là bổ sung, chúng ta tưới nước phun sương cho cái cây của chúng ta. Cái thứ hai nữa là chúng ta cung cấp cho nó một cái lượng dinh dưỡng nhưng mà ít thôi các bác nhé. Đấy, vì nếu như mà bây giờ mà nhiều bác mà không biết ý, mà các bác táng cho nó một cái liều mạnh, hoặc là một cái liều mà như những các cái một số người người ta vẫn hướng dẫn ấy, thì có thể là nó bị sốc luôn, và có thể là mùa xuân nhưng mà nó lại rất là lâu ra rễ nha. Nếu nó mà bị sốc là đến tháng 3 nó mới ra rễ đấy các bạn. Mà nếu mà nó bị sốc nặng nữa là nó mất luôn cả một cái năm này đấy, là hỏng đấy. Thế thì như em ấy thì khi mà tiết xuân mà nó đã đến rồi thì xin thưa với các bác, thì lúc đầu ấy là em chỉ có dùng cái này, em sử dụng cái dịch chuối của Quốc Tư đây này. Đấy, cái dịch chuối này rất là rẻ nha các bác nhé, có 50.000 một chai 1 lít, và mỗi một lần chúng ta tưới thì chúng ta chỉ rót có 2 nắp chai đấy, 2 nắp chai mà nó tương ứng với 10 ml, thì chúng ta tưới đẫm 2 mặt lá, rồi là chúng ta tưới sâu vào cái gốc cây để cho nó ngấm xuống đấy.
cung cấp cho nó một cái lượng dinh dưỡng rất ít như vậy thì cây nó lại và nó khỏe rất nhanh nhé. Và nó có cái tác dụng là chống sốc cho cái cây rất là tốt. Chúng ta phun cho nó 2-3 lượt thì chúng ta sử dụng, các bác nên sử dụng một cái chất kích rễ. Cái chất kích rễ đấy ạ. Thì thường thường là em thì em vẫn cứ sử dụng cái kích rễ của Việt Minh Châu. Cái này thì nó là một kích rễ bằng hormone các bác nha. Mà các bác có thể sử dụng bằng kích rễ Thái cũng được. Đấy, hoặc là các bác dùng Antonic hoặc là B1, Subethai hoặc là một số những các cái thuốc nào thì các bác sử dụng quen thì các bác sử dụng. Và các bác nên phun cho nó 1 cho đến 2 liều kích rễ. Em thì em phun hôm Tết rồi. Đấy, và đến bây giờ thì mới có 10 ngày, hơn 10 ngày. Nhưng mà các bác xem đây, cái bộ rễ của nó là bây giờ là em đã kiểm tra nó ra là trắng ở bên dưới này nha. Và đây nó còn ra vắt cả ở trên này các bác này. Đấy, các bác nhìn này. Em vừa kiểm tra thì thấy nó ra rất là nhiều rồi. Nhưng mà em không dám dám bới lên nữa đâu. Bới lên nó trộn. Đấy. Đây. Em quay đấy, cái đây, em vừa bới cái chỗ này đây. Các bác xem này, cái đầu rễ của nó này. Đấy. Đầu rễ đây. Và tất cả những các cái cây này nhá. Cái cây này là một cái cây mà em trồng nó vào mùa đông. Do vậy mà nó bị kiệt, để kiệt dinh dưỡng này, cái lá của nó đang hơi bị ngả úa vàng này. Nhưng mà không lo các bác nhé, bây giờ ấy mùa xuân nó đến rồi. Khi mà chúng ta chăm sóc rễ mà nó ra như này rồi ấy, thì nó lại nhanh lắm nhé. Và nó phát triển rất là mạnh. Chúng ta chăm sóc làm sao đấy ấy, là để cho cái thời gian đầu này, trong cái nửa tháng đầu này, là nó hoặc là cả một cái tháng này, nó sẽ có được một cái bộ rễ rất là khỏe và vững chãi. Thế thì các bác phun dinh dưỡng, phun kích rễ cho nó, nhưng mà phun ở cái liều lượng gọi là hỗ trợ thôi, để cho cây nó khỏe và nó phát triển nhé. Đây những các cái chậu cây của em đây. Đấy. Đây các bác xem, em phun mà rễ bây giờ nó lên, nó cứ chổng ngược cả lên đây và nó rất là nhiều ở gốc kìa. Đấy. Và khi nó đã có được cái bộ rễ tốt rồi thì sang tháng 2, tháng 3 chúng ta bắt đầu với chăm sóc nó ở cái giai đoạn là mạnh hơn thì rất là tuyệt các bác nhé. Và em cũng giới thiệu luôn với các bác này, thời điểm này khi mà chúng ta chăm sóc được các cái bộ rễ của nó ra rồi, sau đó thì chúng ta sử dụng cái AB VIP này để mà chăm sóc những các cái mầm như thế này nhé, hoặc là những các cái mầm bé hơn, thì cái tốc độ lớn của nó nhanh gấp 5 lần chúng ta không sử dụng. Đấy, khi mà cây mà nó đã có bộ rễ như của em đây rồi này. Và cái mầm này, và mùa này thì nó rất là nhanh. AB VIP này nha. Và cái cách sử dụng và hướng dẫn thì em cũng đã nói với các bác rồi. Là chúng ta dùng cái dưỡng chất AB VIP này, chúng ta pha với nước 50-50. Hoặc là chúng ta có thể để nguyên như vậy cũng được. Chúng ta nhỏ vào các cái ngọn này, các cái ngọn và cái nách lá này. Hoặc là chúng ta có thể là pha là một phần thuốc và hai phần nước. Đấy, thì để chúng ta chăm sóc những các cái mầm gốc này. Cái AB VIP này thì nó cũng có cái tác dụng là kích mầm, nhưng mà nó kích mầm không mạnh. Mà nó có cái tác dụng là nó nuôi dưỡng mầm thì rất là tốt. Nó nuôi dưỡng mầm. Nhưng mà chúng ta sử dụng thuốc ấy, thì em vẫn nói với các bác đấy. Chúng ta sử dụng thuốc thì chúng ta không nên lạm dụng vào thuốc. Mà chúng ta dùng thuốc để hỗ trợ, kích thích cho nó phát triển nhanh. Chứ không phải là chúng ta lạm dụng vào để mà lạm dụng quá là nó có tác dụng phản ngược lại thì các bác.
Cái thứ hai nữa là với những một số những các cái mầm mà nó chai lì thì các bác có thể sử dụng đây, đây là kích mầm của Việt Minh Châu. Đấy, thành phần của nó là oxin và các cái phụ gia vừa đủ. Đấy, sau khi mà chúng ta cứ chăm sóc cái tháng này, báo cáo với các bác là các bác cứ chăm sóc nó cho em cái tháng này để nó có một cái bộ rễ nó phát triển, nó ra nó mạnh. Và khi nó đã có cái bộ rễ nó phát triển mạnh rồi thì cái cây của chúng ta nó sẽ lớn rất là nhanh sau này. Còn hễ mà cái tháng này mà các bác mà phun nó nhiều quá, nó bị sốc. Các bác cứ nghĩ là sang xuân rồi là nó phát triển mạnh, là các bác phun mạnh vào là nó bị sốc ngay đấy. Nó sốc là nó không ra được rễ nữa và nó không, nó đứng cây đi một cái là chúng ta mất cái mùa này luôn. Chúng ta mất cái mùa này là cây của chúng ta sẽ lẹt đẹt trong cả một cái năm nay, nó không phát triển đâu. Đấy, sau khi mà bộ rễ mà nó ra khỏe rồi thì chúng ta có thể là dùng các cái phân dê nén kali của Quốc Tư này, hoặc là chúng ta bổ sung thêm cái phân Nhật tan chậm này, phân thông minh vào gốc này. Đấy, thế thì khi cây nó đã khỏe rồi, nó được sức rồi thì chúng ta cung cấp phân với cái liều lượng nó cao hơn thì nó lớn càng nhanh. Đấy, xin chia sẻ với các bác là như vậy. Còn bây giờ nó là đầu xuân thì cây chúng nó vừa mới mới đang lại thôi, nó đang lại mà giờ chúng ta táng nó vào thì rất là căng. Đây, em mà bới ra thì đầu rễ cái chậu cây của em đầu rễ nó trắng hết luôn, nó to, rễ nó cứ to như là cái đũa. Đấy, các bác trông như thế này thôi nha, nhưng mà đến tháng 5 với tháng 6 ấy là một chậu đầy luôn này. Đấy, một cây mẹ này và một cây hai cây con này, nhưng mà chỉ có đến tháng 4 thôi, tháng 4 tháng 5 thôi thì là đã thành ba cây to rồi, và thậm chí là măng lại lên nữa thì thành một chậu to luôn đấy các bạn. Cây này là em trồng tháng 10 năm ngoái, trồng có một cây thôi, trồng có một cây và một cái mầm này bé tí. Thế đến giờ thì nó đã ra được cái măng to rồi và cái mầm này thì nó mới lên. Và bây giờ mùa xuân mà em chăm sóc thì có đến tháng 6 tháng 7 là một chậu cứng đấy các bạn. Vâng, thôi vậy em xin làm một cái video nha. Đầu đầu xuân thì em thể theo cái nguyện vọng của các bác thì em xin làm một cái video cũng như là chia sẻ rồi trao đổi nói chuyện với các bác để một số bác nào mà chưa chưa có kinh nghiệm thì các bác chăm sóc cho nó phù hợp để chúng ta trong cái năm nay chúng ta sẽ trồng cũng như là chăm được những các cái chậu lan đẹp nhất để chơi. Còn nếu không, một số bác mà sẽ không nắm được mà chúng ta táng nó vào một cái là cái cây lan từ đầu năm đến cuối năm nó vẫn còn giữ nguyên như vậy đấy. Thôi em xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video sau. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.